thời gian gọi như đạp mái bao lâu là hợp lý và đúng chuẩn. Rất là nhiều bạn nam nghĩ rằng cứ thời gian đạp mái càng lâu thì mới là khỏe, mới là tốt. Điều đó thì có phải đúng không? Hôm nay thì cùng mình vào tìm hiểu nha mọi người nhé. Các anh nam nhi thường thể hiện bản thân trong cái chuyện chăn gối thông qua cái việc mặt thời gian. Và có rất nhiều anh là tưởng rằng là khi mà mình đạp mái càng lâu thì càng chứng tỏ được cái khả năng phòng the của mình càng mạnh, đúng không ạ? Để cho các bạn hiểu rõ hơn thì mình sẽ chia ra các mốc lâm trận để chúng ta dễ hình dung nha. Khi mà chúng ta đạp mái kể từ giây phút đấy cho đến khi chớ ấy, mà dưới 1 phút ấy, thì được gọi là yếu hay gọi là xuất nòng nọc sớm đấy. Tiếp theo thì dưới 3 phút thì cho là thời gian hơi ngắn này, với khoảng cách thời gian đó có thể là chưa được thỏa mãn nhu cầu của cả đôi. Còn nếu mà trên 15 phút thì các anh nên đi kiểm tra để xem mà mình có mắc về một số về bệnh lý nào không nhá. Còn thời gian thích hợp nhất và ưu điểm nhất đó chính là từ 5 đến 15 phút nha các anh. Lúc đấy là các anh quá là hoàn hảo trong mắt các chị rồi. Follow Trang dịu dàng để giúp Trang như 17 nhá.